Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em làm một cái viên nát kích điện các bạn nhé. Đây, thì đây là cái đoạn giới thiệu các bạn ạ. Đó, thì mình được những cái bạn nước ngoài comment là làm một cái cục kích điện các bạn ạ. Thì hôm trước mình có làm video lên trên kênh nước ngoài. Hôm nay mình sẽ chia sẻ lại bên kênh Việt cho các bạn xem các bạn nhé. Đó, thì làm cái này này nó cũng rất là đơn giản thôi, thông số thì các bạn cứ xem lần lượt là sẽ nắm được. Thì cái khuân này là khuân đây 3,6 nhân 6 cm các bạn nhá. Đó. Đó thì cái này mình đây, mình có ghi số vòng số viết ở đây các bạn nhá. Anh em nào có thể xem và lấy thông số ở đó. Đó. Thì chúng ta sẽ quấn lần lượt như vậy các bạn nhá. Nói chung mình làm mình thì mình không dành giấc về tiếng Anh mấy, nhưng mà mình toàn vào Google dịch à. Đó, nói chung là không biết nhưng mà vẫn thích làm. Đó, cũng được. Nói chung là cái kênh đó thì hơn hẳn kênh Việt rồi các bạn ạ. Kênh đó thì nói chung là kênh Việt Nam này thì thua rồi. Thua đứt, bởi vì kênh này mình làm hơn 2 năm. Kênh đó mình mới làm được có mấy tháng đã hơn hẳn kênh này rồi. Đó, các bạn cứ quấn lớp cách lớp như bình thường mình quấn sạc các bạn nhé. Đó, nhưng mà cái này do là mình có nghĩa là mình không muốn bôi keo ấy, nó nhìn nó không được chuyên nghiệp, nên ra là mình đợi đến lúc mình ngâm keo các bạn nhé. Đó, thì ngâm keo các bạn ngâm lâu lâu xíu là nó cũng ngấm được thôi. Đó, đây là cái giấy này. Thì cái lượt đầu tiên này anh em quấn cho mình là khoảng 510 vòng là ra 220V, và quấn tiếp theo là thêm 575 vòng nữa là ra nấc 250V các bạn nhé, để sử dụng kích điện ấy. Thì sử dụng kích điện thì chúng ta mới sử dụng đến cái nấc đó thôi. Đó, nó cần nó cho nó nhiều thứ. Sẵn tiện đây thì các bạn nào cần cục này thì mình sẵn tiện là mình cũng thể sang nhượng lại cho anh em luôn các bạn ạ. Đó, về anh em chế cháo kích điện. Cục này giá chính xác là 600k các bạn nhé, chưa có phí vận chuyển nữa các bạn ạ. Anh em nào thích thì mình để lại luôn cho các bạn. Đó, nói chung là được gia công các thứ ok hết rồi, mình test hết rồi, chạy rất là ngon rồi các bạn. Đó, được 438 vòng rồi các bạn nhé. Các bạn dành tay hãy cho mình một nút like, một nút share và đăng ký kênh các bạn nhé, để mình có nhiều cái động lực làm video clip lên. Đó, bởi vì dạo này mình có mấy kênh nước ngoài nó lên, hôm nay là cũng hứng thú làm video rất là nhiều các bạn ạ. Hầu như là giờ chả chiếc mình giảm lại để mình làm video, bởi vì làm video này thì theo như anh em biết ấy, nó tiền công cũng khá là cao làm video. Mặc dù tháng này mình lấy rất là nhiều đồ về để chế video các bạn ạ, quay video. Tháng này mình mua những cái linh kiện, rồi là điện trở, sò xiếc, rồi là những cái kìm các thứ, nó nhiều lắm các bạn ạ, mình mua nhiều lắm. Đợt này mình mua về để đầu tư cho kênh nước ngoài cho nó lên các bạn ạ. Bởi vì kênh nó lên hơn hẳn kênh Việt của mình rồi. Đó, như vậy là đã ra được nước 250V các bạn nhé. Rất là ok. Đó, nói chung là dạo này kênh nước ngoài mình hầu như ngày nào mình cũng đăng luôn. Đó, bởi vì nó lên rồi. Đây, dây 1.5 các bạn nhé. Đó, con này anh em sử dụng khoảng 500-600W, 700W vẫn ok các bạn nhé. Đó, bởi vì lát nữa mình sẽ cho anh em thấy là mình kéo được cả cái máy mài mà. Con máy mài đó thì khoảng độ 1200W đấy. Đó, nhưng mà thông thường anh em sử dụng khoảng 700W đổ lại là ok này, đối với cục này các bạn nhé. Nhưng mà thông thường mình nghĩ là anh em thắp sáng rồi xem TV các thứ thì chỉ rơi vào khoảng 500W đổ lại thôi, không cần hơn các bạn ạ. Đó, các bạn tự mua mạch nhá. Đó, còn cục này thì mình chế là quá ok rồi. Sẵn tiện đây là mình sẽ báo với các bạn là mình gửi sạc rồi, là sắp tới là sẽ có nhiều cái dự án hay ho, anh em đăng ký kênh để
theo dõi những cái clip các bạn nhé. Đó, nói chung là cái việc này thì dạo này mình cũng chịu khó đăng lại. Đó, căn bản là sẵn tiện mình làm những cái kênh nước ngoài ấy, đầu tư thời gian lắm. Mình làm cả những cái kênh máy phát điện nữa các bạn ạ. Đó, nó rất là nhiều, sắp tới có mấy dự án làm máy phát điện nữa, chắc là phải mất khoảng video đó, chắc mất khoảng tuần. Mình còn có cả những cái dự án mà làm cái những cái gọi là máy gọi là vô tích sự anh em ạ. Những cái máy mà mình sẽ sắp tới sẽ làm là những cái máy khoan hai băng danh chẳng hạn, hoặc là những cái máy mài hai lưỡi cắt các bạn. Nói chung là nó chả ứng dụng được cái gì đâu, nhưng mà bọn nước ngoài nó thích xem lắm, độc lạ mà anh em. Rồi, như vậy là mình đã xong các bạn nhé, cuốn xong rồi đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành bọc nốt cái này, nó là đi ngâm keo các bạn ạ. Đó, đây rất là ngon lành cành đào. Rồi, giờ tiến hành ngâm keo đó các bạn. Đây, gọi là sơn cách điện nhá, mình cứ gọi là keo quen mồm. Tí anh em lại hỏi là keo gì. Ở đây, đây là phê này. Cái phê này đang số lượng mình trong nhà mình đang có vài tạ các bạn, cực kỳ là nhiều luôn. Đó, phê toàn phê mới đét đập hộp các bạn, để chung cung cấp máy cho anh em đấy, hầu như ngày nào cũng gửi luôn. Đây mình sẽ đo này, 3,6 các bạn nhé. Rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ ráp. Thì thông số mình đã đưa trên sơ đồ ban đầu rồi các bạn nhé. Các bạn nào theo dõi thì các bạn sẽ thấy. Thì công đoạn ráp phê này các anh em thích ráp kiểu nào thì ráp. Nhưng mà kích điện này thì anh em ráp khoảng 2 lá một bên thì máy nó sẽ rất là êm. Và kể cả làm sạc cũng vậy, hoặc là 3 lá một bên vẫn được các bạn nhé. Bởi vì cái phê này mình của mình là phê mới, phê cũ thì anh em nên ráp một lá thôi. Nhưng phê mới thì ráp 2-3 lá đều ok các bạn nhé. Đó, như vậy là bây giờ mình sẽ ráp chữ Y này. Chữ Y thì chúng ta E bao nhiêu thì chúng ta ráp Y lại bấy nhiêu. Đó, và chúng ta sẽ gông lại các bạn nhé. Anh em sẽ gông lại phần đế dưới, phần trên thì mình sẽ không gông đâu các bạn ạ. Đó, anh em siết bằng ốc 10 các bạn nhé. Đó, coi như vậy là cái biến áp này đã xong rồi, còn mỗi công đoạn test cho anh em xem nữa thôi. Thì đoạn đầu giới thiệu mình cũng test rồi các bạn. Đó, đây mình cạo hết các cái lớp men này lại và đấu nối vào cái mạch hôm trước mình làm lên kênh kia các bạn. Đây, hai cái chân to này thì sẽ đấu vào cái chân C các bạn nhé. Đó, hai dây to này, chân C của dàn D718. Đây, nói chung mình làm cái video này lên bọn nước ngoài nó trầm trồ nhiều mốt, nhiều chân si to quá các bạn ạ. Đây, kéo bóng điện này, đó, anh em thấy chưa? Con về đi. Đó, đây là ba cái bóng 100W các bạn nhá, kéo thoải mái. Lát nữa mình sẽ kéo máy hàn thiếc rồi là máy trà các thứ. Đây, mình sẽ đo điện áp này thì chắc chắn là nó sẽ sụt vôn các bạn ạ, bởi vì không có mạch hồi tiếp. Đó, anh em mua những cái bộ có hồi mạch hồi tiếp về là nó sẽ ổn định ở mức 220V. Cái này là mạch tự kích anh em nhé. Đó, đây, thiếc thiếc thì hàn rất là ok. Đó, rồi, bây giờ đến con máy mài này. Đó, máy mài nha các bạn nhé. Con máy mài bốc Y-100 mã của nó. Đó, tốc độ của nó cũng bình thường thôi, không khởi động mạnh cũng chả khởi động yếu, nói chung là vừa tầm so với cái kích điện mà tự kích. Nếu anh em sử dụng những cái mạch có hồi tiếp thì nó sẽ rất là ok các bạn nhé. Rồi, như vậy là mình đã làm xong này, nó bóng điện vẫn kéo này. Đó, thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là like nhé. Có gì thắc mắc thì có thể bình luận bên dưới. Đó, anh em nào mua lại biến áp này mình sẽ nhường lại nhé. Không thì mình để quay video dần dần, bởi vì kênh kia mình chuyên chế kích điện các bạn ạ. Rồi, hẹn mọi người video tiếp theo nhé. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.